Chào các bạn, hôm nay mình rất là vui được gặp lại chúng ta trong chương trình video ngày hôm nay. Và trở lại với chương trình video ngày hôm nay thì mình xin được giới thiệu với chúng ta về những cái điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Đó là rất là những cái điểm nổi tiếng rất là trên thế giới, đó là đất nước Trung Quốc các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, nói đến Trung Quốc thì có lẽ là chúng ta rất là quen thuộc với một cái đất nước mà có cái diện tích rất là rộng và rộng đông dân. Xong về về đất nước này thì mình thấy là có rất là nhiều những cái điểm mà du lịch rất là đẹp, như là những cái cao nguyên, và những cái cao nguyên và những cái hồ rất là đẹp các bạn nhé. Vâng, như chúng ta đã biết thì Trung Quốc là một cái nước mà có những cái hồ rất là rộng, có thể rộng nhất ở châu Á, và những cái đạp rất là đẹp. Vì vậy mà trong video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn về một đất nước rất là xinh đẹp, đó là Trung Quốc. Vâng, thưa các bạn, video ngày hôm nay mình đang giới thiệu chúng ta về một cái điểm đến rất là đẹp ở châu Á các bạn nhé. Vâng, và nếu như có dịp thì chúng ta cũng có thể ghé qua những cái nước bên cạnh láng giềng như là Đài Loan hoặc là Macau, cũng là một cái điểm du lịch rất là hấp dẫn và rất là đẹp các bạn ạ. Hoặc là Việt Nam, đó là những cái nước mà những cái nền du lịch Vâng, thưa các bạn, video ngày hôm nay mình giới thiệu chúng ta đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.